Sáng ngày 20 tháng 8, chi bộ trường Trung học cơ sở Khánh Bình tổ chức thành công đại hội đảng viên chi bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ đầu tiên trong tổng số 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Khánh Bình tổ chức đại hội. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã. Trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi quỹ chi bộ trường trung học cơ sở Khánh Bình luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai các chỉ thị nghị quyết đến đảng viên. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua kết quả đánh giá xếp loại hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt từ 99% trở lên. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Chi bộ còn thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành giáo dục và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học, cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội bầu ban chỉ huy khóa mới gồm năm đồng chí, đồng chí Lê Tưởng, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Khánh Bình tái cử chức danh bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025